trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Nhật nguyệt ấy là minh, minh để trừ vô minh dẫn tới hành rồi thức, danh sắc lục nhập, con đường sinh sự đưa tới khổ đau sanh tử. Bởi còn vô minh thì còn ái thủ hữu, còn sanh còn lão tử. Tâm kinh nói: vô vô minh diệt, vô vô minh tận, không có vô minh mà cũng chẳng bao giờ hết vô minh. Duy Ma Cật hỏi Bồ Tát Văn Thù: những gì là hạt giống Như Lai? Văn Thù đáp: có thân này là hạt giống Như Lai, vô minh với ái là hạt giống Như Lai, tham, sân, si là hạt giống Như Lai. Bốn điên đảo, năm truyền cái, tám tà pháp, chín não xứ, mười bất thiện đều là hạt giống Như Lai. Rồi Văn Thù kết luận: tất cả phiền não đều là hạt giống Như Lai. Thì ra là vậy. Thì ra mọi thứ phiền não khổ đau của kiếp người đều là hạt giống của Như Lai. Tham, sân, si là hạt giống Như Lai. Mà tấm thân tứ đại ngũ uẩn này của ta cũng là hạt giống Như Lai. Đã là hạt giống thì nó phải mọc tùm lum lên mới đúng điệu chứ phải không? Cho nên tham, sân, si cứ còn mãi, càng ngày nhiều thêm, tranh giành đấu đá ngày càng mạnh mẽ thêm. Cái ngã của ta cũng vậy, cũng ngày càng mọc xum xuê hơn, lúc nào cũng muốn năm trường trị, nhất thống giang hồ, trường sanh bất tử. Đừng quên, Phật là Như Lai, nhưng Như Lai không phải Phật. Như Lai là Như Lai, không từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Vô sở tùm lai diệt vô sở khứ. Muốn đứt phiền não thì tâm phải an. Làm sao để tâm an? Tìm tâm đâu thấy? Chỉ có cách tiếp cận qua thân. Thân, tâm, nhất như mà. Cho nên, dạ bệnh là cách tốt nhất của Duy Ma Cật. Bởi, bệnh thì rất bình đẳng. Mọi người đều bình đẳng trước bệnh. Khô rách áo ôm hay đại gia tỷ phú khi đau gan thì cũng như nhau thôi. Cũng vàng da, cũng ói mửa, cũng nhức đầu đau bụng. Hoa hậu hay cô gái bán hoa khi đau ruột thừa thì cũng giống nhau thôi. Cho nên, Duy Ma Cật nói, thân này không thể tin cậy được. Nó không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Phải thấy thân Phật, tức thấy Pháp thân. Phật hỏi Duy Ma Cật: ông quán Như Lai như thế nào? Tôi quán Như Lai qua Pháp thân cũng như quán Phật và tôi, không có gì khác nhau cả. Muốn thấy Pháp thân thì phải quán, phải nhìn sâu vào bên trong, nhìn xuyên qua bên kia, qua cái giả tướng, cái trình diện bên ngoài mang ra mới thấy. Còn chúng sanh lại là những ảo vật do nhà ảo thuật là ta tạo ra. Ta tạo ra rồi ta hồng hộc chạy theo, bám lấy, giành giật, khổ đau, hạnh phúc. Chẳng qua là những bóng hình trong gương, mặt trăng đáy nước, dấu chân chim giữa hư không. Khi thấy, biết được thực tướng là vô tướng, thì hòa nhập nhau có chi chăng ngại, vì cùng bản chất, pháp tánh. Cái núi Tu Di to đùng kia mà đem đặt vừa vào dầu hạt cải, bốn nước biển mênh mông nọ, rót đầy lỗ chân lông thì có chi mà lạ. Bởi núi Tu Di cũng không mà đầu hạt cải cũng không, bốn nước biển cũng không mà lỗ chân lông cũng không. Không đây không phải là không có, vẫn có chứ, nhưng không có tự tánh riêng biệt thế thôi. Cho nên mới gọi là chân không. Chân không là không hiện hữu, diệu hữu mà chân không.